Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, chính vì các cơ quan có trách nhiệm không làm tốt, pháp luật không nghiêm cho ta hồ chửi nhau, hai bên ông Tùng, ông Thệ chia phe, chủ yếu cãi nhau chứ không bác bỏ được những chứng cớ của nhau, nên cuộc cãi vã đã kéo dài gần nửa thế kỷ vẫn chưa dứt và với truyền thông và dư luận hiện tại thì đa số vẫn cho là anh Thệ là cướp công, là lý thông chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết nói thêm về hai văn bản lịch sử gốc ở đài phát thanh Sài Gòn trưa 30 tháng 4 1975 của nhà văn Đông La. Tôi đưa hình chụp văn bản lên đã nổ ra một cuộc thảo luận khá sôi nổi. Qua đó tôi thấy vẫn có cái tình trạng chưa hiểu hết cái điều mà trong ngành điều tra và phép xử luôn coi trọng nhất trọng chứng hơn trọng cung bởi chứng cớ thì luôn khách quan trung thực còn lời cung có thực không còn phụ thuộc vào đầu óc con người vào trí nhớ và sự trung thực nếu có chứng cớ thì người nói dối sẽ hết cãi như ông Vũ Đăng Toàn là chỉ huy xe 390 vào dinh đầu tiên thì ông kể ông vào dinh đầu tiên rồi gặp ông Nguyễn Ngũ Hoành dẫn ông đi bắt Dương Văn Minh trước anh Thệ là rất có lý. Nếu không có chứng cớ không thể bác bỏ được. Chính tấm ảnh chụp ở hành lang cảnh Đông Nguyễn ngũ Hoành dẫn nhóm anh Thệ vào phòng bắt nội các Dương Văn Minh là chứng cớ bắt bỏ dễ dàng lợi ông Toàn vì lúc đó ông Hành đang ở bên anh Thệ thì không thể có chuyện ông dẫn ông Toàn được. Cũng như vậy, ảnh chụp hai văn bản mà phía binh vực ông Bùi Tùng đưa ra và cho là gốc cũng không thể bác bỏ được sự tồn tại của nó. Phía bên anh Thệ nếu cứ không công nhận sẽ là cãi bừa mà cãi bừa thì thuyết phục được ai mình có quyền đưa chứng cớ thì người ta cũng có quyền chứ lẽ ra sau 30 tháng 4 năm 2007 khi Bùi Thanh viết trên tuổi trẻ Việt Nam các cá nhân và cơ quan có trách nhiệm cần phải điều tra ngay thông tin này vào tháng 3 2005 phóng viên tuổi trẻ đã đến bộ tư lệnh quân đoàn 2 đóng ở Bắc Giang cách Hà Nội 80 km trong khi xem xét kỹ từng hiện vật ở bảo tàng quân đoàn lúc đó còn rất ngổ ngang vì đang sắp xếp trưng bày lại. Phóng viên tuổi trẻ đã sửng sốt khi nhìn thấy bản thảo lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. Đó là hai trang giấy pơ màu xanh, nhăn nhúng và lấm lem bụi đường. Nhìn nét chữ thì biết ngay của Đại tá Bùi Văn Tùng và cán bộ bảo tàng cũng xác nhận điều đó. Sĩ quan tuyên huấn quân đoàn đã không đồng ý cho phóng viên sao chụp ghi hình tư liệu này. Và nếu tìm được hiện vật thì phải giám định ngay còn cho rằng cả ông Tùng và ông Thệ cùng các nhân chứng nói mất bản gốc rồi thì giám định làm gì cho mất công là không trọng chứng hơn trọng cung. Chính vì các cơ quan có trách nhiệm không làm tốt, pháp luật không nghiêm cho tha hồ chửi nhau, hai bên ông Tùng, ông Thệ chia phe chủ yếu cãi nhau chứ không bác bỏ được những chứng cớ của nhau nên cuộc cãi vã đã kéo dài gần nửa thế kỷ vẫn chưa dứt và với truyền thông và dư luận hiện tại thì đa số vẫn cho anh Thệ là cướp công là Lý Thông. Vì vậy, với hai văn bản gốc, những người muốn bênh vực anh Thệ bảo vệ sự thật lịch sử cần phải công nhận chúng là chứng cớ, nhưng phải chỉ ra đúng được cái vai trò của nó đối với sự kiện ở đài phát thanh trưa 30 tháng 4 1975. Với tôi, dù hai bản đó đúng là gốc, đúng là do ông Bùi Tùng viết, thì đám Trần Đăng Khoa, Phạm Việt Tùng, Lâm Thành Quý, Dương Trung Quốc vẫn nói láo, láo như thế nào thì tôi sẽ chỉ ra ở bài sau tôi chỉ còn băn khoăn một điều là sao anh thệ và các anh trong nhóm đều khẳng định do anh thệ chữ xấu nên đã đọc văn bản cho dương văn minh chép nếu vậy tại sao lại có văn bản gốc cho bùi tùng viết không ai có thể làm giả được một văn bản nhăn nhúm cũ kỹ như thế còn chỉ làm giả hai tấm hình thôi thì anh bùi việt hà giỏi công nghệ thông tin chắc cũng thấy không thể làm được dù nhiều lần nói mình đọc cho Dương Văn Minh chép Nhưng 29 tháng 4 2019 trên Kinh tế Nông Thôn Anh Thệ trả lời nhà báo Bản thảo này tôi là người chấp bút Anh em thì mỗi người thêm một câu để hoàn thiện Xong viết lại rồi đưa cho Dương Văn Minh đọc Chữ tôi viết thì Dương Văn Minh không đọc được Nên anh em viết lại một bản khác Cựu chiến binh quân đoàn 2 Bùi Văn Quyệt trong một video, ông tự giới thiệu mình là phó phòng tổ chức làm công tác đảng ủy nên biết nhiều về chuyện sáng 30 tháng 4 1975. Khi nói về sự kiện ở Đài Phát thanh Sài Gòn, có hai đoạn ông nói về chuyện người viết lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh. Một, khi mà đồng chí Bùi Tùng viết lại thì Dương Văn Minh không có chê chữ xấu, chữ xiết gì, cả đọc ngay. Hai, cục chính trị quân đoàn 2 lệnh cho phòng tuyên huấn phải mời đồng chí Thệ, đồng chí Tùng lên để khôi phục lại bài đầu hàng của Dương Văn Minh gọi qua đồng chí thệ đồng chí thệ nói là lúc đấy dương văn minh nói là em viết chữ xấu không đọc được nên em phải đọc lại cho đồng chí bùi tùng viết lại nếu sự thật đúng như vậy thì mọi chuyện sáng tỏ nó chứng thực chuyện bùi thanh tình cờ thấy hai bản gốc ông bùi tùng viết nằm ở nhà bảo tàng quân đoàn 2 có điều tại sao cán bộ bảo tàng quân đoàn 2 phải giấu đi tại sao phải nói mất nên mới phải khôi phục lại có điều dù có đúng ông bùi tùng viết nhưng những người bên ông Tùng chửi anh Thệ cần phải hiểu là ông Tùng chỉ viết lại cái văn bản mà nó đã được soạn bởi tập thể đúng như lời anh Thệ nói và viện lịch sử quân sự đã kết luận dù có hơi thiên vị công lao cho ông Bùi Tùng chứ không phải như bọn làm phim đã nói ngược lại. Tại Đài Phát thanh, đồng chí Phạm Xuân Thệ cùng các cán bộ chiến sĩ trung đoàn 66 tổ chức soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh văn bản đang được soạn thảo thì Trung tá Bùi Văn Tùng, Chính ủy Lữ đoàn Xe Tăng 203 xuất hiện. Từ đó, bộ phận cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tùng tiếp tục soạn thảo và hoàn chỉnh lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc vào máy ghi âm để phát trên đài phát thanh.